Tuấn xin chào các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, có một chút muốn trao đổi với các bạn trước khi chúng ta vào tập tiếp theo của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Cái thứ nhất đó là rất xin lỗi các bạn về sự gián đoạn trong bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân trong dịp Tết Nguyên Đán. Cái thứ hai nữa đó là khi mà vừa mới ra Tết thì theo kế hoạch thì Tuấn lại tiếp tục đọc bình thường trở lại. Thế nhưng mà vì cháu bé nhà Tuấn, cháu mới được có hơn 1 tháng tuổi thôi, đang bị ốm. Mà tình trạng của cháu thì phải nói là rất là xấu. Hiện tại cháu đang nằm ở phòng cấp cứu đặc biệt của Viện Nhi Trung ương Hà Nội. Vì vậy nên là cũng rất là khó cho cái việc mà mình duy trì các hoạt động trên kênh YouTube cũng như các hoạt động ở online thường xuyên. Điều này thật sự rất rất mong các bạn thông cảm và chia sẻ đối với Tốn. Cái thứ ba đó là hiện tại thì cái nguồn truyện đã được dịch 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 tốt để đọc, nó chỉ còn khoảng tầm độ 60-70 chương nữa thôi, tính ra chỉ đọc được khoảng tầm ngót chục tập nữa là mình đã hết cái nguồn để dịch tốt. Vì vậy mà đến giờ phút này thì mình cũng chưa tìm được cái nguồn nào dịch ổn hơn cả. Thế mình rất mong rằng là anh chị em nào có cái nguồn dịch hoặc có khả năng biên tập biên dịch lại thì giúp cho Tốn dịch nốt cái phần còn lại của phần 1, để cho mình sẽ diễn đọc tạm thời là hết phần 1 của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Sau đó là một thời gian nữa thì sẽ đọc tiếp phần 2 khi mà những cái bản chuyện được đưa lên. Thì điều này rất mong anh chị em hết sức thông cảm, tạo điều kiện giúp A Tốn. Mình sẽ cố gắng duy trì để tránh cái sự gián đoạn ít nhất có thể cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào tập tiếp theo của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Con không biết, chỉ biết nhũ danh gọi là nhị cẩu. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nó rồi nói, người từ nhỏ đã lớn lên trong này. Qua qua gật đầu. Người cẩn thận ngẫm nghĩ lại xem, những việc này đều là ngươi thực sự trải qua sao? Diệp Thiếu Dương vẫn không buông tha. Qua qua không hiểu vì sao nó lại hỏi như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi ngây thơ gật đầu. Tốt lắm, vậy thúc thúc để ngươi đi ngủ, kể chuyện cho ngươi thế nào? Hay, con muốn nghe chuyện ma đó. Chuyện ma? Diệp Thiếu Dương ôm nó vào trong ngực, bắt đầu kể chuyện xưa. Ngày xưa đó, có một pháp sư ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái lắm. Đẹp trai như thúc thúc của ngươi là ta đó. Tên hắn là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, cái tên này ngươi từng nghe qua chưa? Qua qua chớp ánh mắt, mày nhăn lại hỏi. Diệp Thiếu Dương? Đúng vậy đó, có ấn tượng đối với cái tên này không? Qua qua cúi đầu một hồi rồi nói, hình như giống như từng nghe qua ở đâu, lại hình như chưa từng nghe đó. Phản ứng này của nó khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy chú ý. Bởi vì vậy cho nên kể tiếp, đem những chuyện mình trải qua, còn có cả cái danh từ Liên Minh Chóc Quỷ nói đến một lượt. Quan sát phản ứng của nó, hỏi nó đã có từng nghe hay không. Qua qua vẻ mặt càng ngày càng tập trung. Thế nào, cái tên này người cũng có ấn tượng phải không? Giống như con từng nghe qua đó. Thật không? Con nhớ rồi. Qua qua vỗ một cái lên ót của mình. Diệp Thiếu Dương rất vui. Cùng lúc này, qua qua bồi thêm một câu. Thúc thúc, lần trước thúc thúc tỉnh lại cũng nói với con cái tên này. Thúc thúc, chuyện này thúc nghe được từ đâu vậy? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không biết nói gì nữa. Thôi được rồi, ngươi đi ngủ đi. Con cũng buồn ngủ rồi. Qua qua ngáp một cái ôm cổ Diệp Thiếu Dương mà ngủ. Nó cũng cần ngủ sao? Diệp Thiếu Dương cố ý không động đậy, nằm đợi một hồi. Qua qua bắt đầu thở đều đều. Quan sát một chút, đúng là đã ngủ. Cái này không có khoa học, nó là yêu quái của quỷ vực, đâu có cần ngủ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hắn cẩn thận nhớ lại lời qua qua nói, mình trước kia cũng bị điên, sau khi tỉnh lại cũng kể chuyện như vậy. Không, cái này đương nhiên không phải là thật, nhất định là ký ức của nó bị người ta sửa, hoặc là ký ức thật sự của nó bị phong tồn lại. Ký ức hiện có là bị người ta cài vào. Diệp Thiếu Dương thiên về phía sau hơn, chỉ là làm sao để làm được tất cả những điều này.
nằm ở trên giường lăn qua lộn lại cân nhắc mấy vấn đề, càng nghĩ càng quái dị. Thử kích hoạt hồn ấn mấy lần cũng đều không có phản ứng, không biết là bánh bao đâu. Tất cả rơi vào đường cùng, Diệp Thiếu Dương đành phải tham khảo kinh nghiệm lần trước xuyên không, tính hay là trước tiên đi âm ti một chuyến tìm Tiêu Dật Vân hỏi chuyện trong năm gia tĩnh. Khi đó Tiêu Dật Vân chắc là đã đến âm ti. Nghĩ đến lại giống như lần trước, trước tiên làm cho sáng tỏ bí mật của hắn, để cho hắn tin tưởng thân phận của mình. Diệp Thiếu Dương liền cảm thấy đau đầu, loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Qua qua gạt sang một bên, Diệp Thiếu Dương xuống giường định bố trí pháp đàn, đột nhiên nghĩ đến tất cả pháp khí mình đã mất, rơi vào đường cùng, đành phải xuất hồn ra ngoài. Nhưng niệm vài lần chú ngữ cũng không mở được ra khe hở đi vào quỷ vực. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương thử vài lần nhưng pháp thuật mở ra khe hư không cũng không có hiệu quả. Hắn vô cùng kinh ngạc, hắn nghi ngờ liệu có phải pháp thuật của mình mất hiệu lực hay không. Vì vậy thử mấy chiêu pháp thuật khác, tất cả đều thành công. Lại thử pháp thuật đi âm ti vẫn không được. Cảm giác lúc tát pháp giống như là lực lượng bị ngăn chặn lại. Rốt cuộc là có chuyện gì? Từ lúc mình đến thế giới này, khắp nơi đều gặp chuyện lạ. Điểm này càng làm cho mình thêm xác định tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là xuyên không. Mặc kệ như thế nào, bây giờ phải khôi phục thực lực rồi mới tính. Diệp Thiếu Dương một lần nữa ngồi ở trên giường, bắt đầu thổ nạp, từng chút một khơi thông kinh mạch đã bế tắc. Tiếp tục mấy chu thiên, kinh mạch gần như đã được thông suốt. Loại cảm giác trong cơ thể có cương khí chảy xuôi này khiến cho Diệp Thiếu Dương lo lắng. Nhìn qua qua đang ngủ say ở bên cạnh, không khỏi cười khổ. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải đánh thức lại ký ức của hắn và cả Bích Thanh nữa. Diệp Thiếu Dương quyết định đầu tiên phải quen với thế giới này. Ngày hôm nay, bầu trời đầy mây, không có mặt trời, nhưng trời đất vẫn rất sáng. Diệp Thiếu Dương muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, tới cửa mới nhớ ra là mình mặc áo ngủ. Vì vậy đến trước giá áo, ở trên đấy có vài cái áo khoác, mặc thử thì rất vừa, nhìn mình giống như là con nhà giàu thời cổ đại. Đột nhiên nghĩ đến quần áo này là do ai chuẩn bị, không lẽ mình xuyên không cho nên đã chuẩn bị sẵn. Trong giây lát hắn nghĩ sẽ không giống như ở trong tivi chứ, mình về thời cổ đại sau đó trở thành một người khác, hoặc là nhập vào thân thể của một người khác. Nói cách khác, nhà này vốn có một thiếu gia, không biết là đã chết hay là bị làm sao. Tóm lại, mình bây giờ đã biến thành hắn. Ý tưởng này khiến cho Diệp Thiếu Dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đi khắp phòng tìm gương soi. Cuối cùng tìm được cái gương đồng ở trên ngăn tủ, soi một chút vẫn là chính mình. Điên rồi. Hắn tự giễu lắc lắc đầu, đi ra ngoài cửa, một đường vào đại sảnh, nhìn thấy một cô nương đang dọn dẹp phòng. Vừa thấy hắn lập tức chào kiểu cổ đại. Thiếu gia đã tỉnh. Ừ. Diệp Thiếu Dương trả lời cho có lệ. Nô tỳ hầu hạ thiếu gia rửa mặt. Nha hoàn cười đến kéo Diệp Thiếu Dương đi ra bên ngoài hoa viên. Ở ngoài cửa có một cái giếng, nha hoàn giúp hắn lấy nước xong, sau đó đi lấy bột đánh răng cùng một thứ giống như là sơ mướp. Diệp Thiếu Dương đoán cái đồ chơi này chắc là dùng để đánh răng, thử một chút cảm giác cũng rất là tốt. Lúc đánh răng, nha hoàn tìm Miêu Nhi đến cùng Diệp Thiếu Dương nói vài câu, dẫn hắn đi ăn cơm. Điểm tâm bày trên bàn bát tiên ở nhà ăn là cháo gạo trắng, bánh bao, dưa muối, chao, trứng vịt muối, tất cả đều sắp hai phần. Quả nhiên sau khi Diệp Thiếu Dương ngồi xuống thì Miêu Nhi sẽ đi mời thiếu nãi nãi. Một lát sau, Bích Thanh từ trong phòng đi ra, mặc một bộ áo ngủ tơ lụa trắng nõn, tóc búi. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền vui vẻ, cười nói với nàng. Mặc bộ đồ này rất đẹp đó, sau này về có thể làm một bộ như vậy. Bích Thanh nhìn hắn, nhíu mày. Huynh nói cái gì? Bệnh điên của huynh còn chưa hết sao? Bệnh điên? Diệp Thiếu Dương không nói gì nữa, cầm một cái bánh bao ăn. Bích Thanh ngồi bên cạnh hắn cũng bắt đầu ăn sáng. Diệp Thiếu Dương vừa thấy thứ nàng ăn thì choáng váng. Nàng là yêu tinh, còn là một gốc hoa sen. Hoa sen không có ăn thứ này. Nhìn bộ dáng nàng ăn lại còn rất ngon miệng, Diệp Thiếu Dương cả người đều đờ đẫn cả ra. Quan nhân, huynh làm sao vậy? Bích Thanh thấy vậy, khó hiểu liền hỏi. Là không có gì đâu.
một chút hứng thú ăn cơm cũng không còn. Diệp Thiếu Dương ngây người. Bích Thành vừa ăn vừa nhìn hắn, bộ dáng định nói gì lại thôi. Chương 2695, người xa lạ quen thuộc, phần 3. Sao, người có chuyện gì muốn nói với ta sao? Bích Thành gật đầu. Lát nữa rồi nói. Quan nhân, người dùng cơm đi. Không ăn, ta chờ người. Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút kích động. Cơm nước xong, Bích Thành mời hắn về phòng, để cho hắn ngồi ở trên giường. Mình ngồi bên cạnh, kéo tay hắn, thấp giọng nói. Ta có một chút tâm sự, không biết có nên nói hay không. Nói đi, muốn nói điều gì? Diệp Thiếu Dương cõi lòng đầy chờ mong. Bích Thành há miệng thở dốc. Quan nhân, huynh năm nay cũng hơn 20 tuổi, cha mẹ đã sớm qua đời, ca ca cũng đã mất. Huynh là trụ cột, ta cảm thấy huynh cũng không thể tiếp tục như vậy. Diệp Thiếu Dương há hốc miệng. Này, người muốn nói với ta điều này sao? Đúng vậy, ta đã nhịn rất lâu. Huynh với ta là vợ chồng, mà nay huynh chơi bời lêu lổng, cũng là tại ta quan tâm không tốt. Ta muốn khuyên huynh đi thêm bước nữa, quản lý kinh doanh gia nghiệp. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, thở dài, quay đầu nhìn nàng. Bích Thành, người thật đúng là tức phụ tốt đó. Bích Thành nói, ta tên là Điệu Điệu. Được rồi, người muốn tên gì cũng được. Dù sao, người cũng không phải là vợ của ta. Người xem cho thật kỹ ta là ai, rồi lại nhìn xem ngươi là ai. Bích Thành ngây ngốc nhìn hắn, bả vai kích thích, đột nhiên nghẹn ngào run run. Quan nhân, cần gì nói những lời này? Chẳng lẽ huynh không cần ta nữa? Trời ơi là trời. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ sợ nhất thấy phụ nữ khóc, lúc này mới giơ tay. Không, ta không phải là có ý này. Bích Thành gục vào lòng hắn, khóc tu tu, khóc rất thương tâm, khóc ướt cả quần Diệp Thiếu Dương. Ta biết, sức khỏe của ta vẫn chưa tốt, chưa thể cùng quan nhân viên phòng. Quan nhân lòng mang oán giận, nhưng quan nhân ngàn vạn lần đừng nói những lời như vậy. Ta được gả cho huynh, bất luận sinh tử, đều là người của huynh. Cái quỷ mẹ gì vậy? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương như có hàng vạn con ngựa, chạy như điên. Đột nhiên Bích Thanh ngồi dậy như là hạ quyết tâm, đưa tay cởi áo của mình ra, lộ ra hai viên phiến tuyết trắng, cúi đầu ngượng ngùng. Quan nhân nếu như muốn, hiện tại ta cho huynh. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương không tự chủ được, dừng ở trước ngực của nàng, nuốt nước miếng, sau đó giúp nàng kéo quần áo lên. Quan nhân, huynh không muốn ta sao? Bích Thanh thập phần khẩn trương. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, cong thắt lưng, hộc đầu lưỡi, vô lực ngồi ở trên mép giường, đờ đẫn phe phẩy đầu. Không phải là không muốn, là ta không biết nên nói như thế nào. Ta hiện tại sắp điên rồi. Điên? Bích Thành vừa nghe liền nghĩ đến hắn muốn lại phát bệnh, bị dọa cho giật mình, đang muốn đi tìm đại phu. Thôi bỏ đi, ta dòng em một chút sẽ ổn thôi. Diệp Thiếu Dương dãy dụa đứng lên, vô lực đi ra ngoài. Quan nhân muốn ra ngoài sao? Vậy huynh chờ ta. Bích Thành khẩn cầu Diệp Thiếu Dương chờ ở cửa. Mình vào nhà thay quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc, sau đó kéo tay Diệp Thiếu Dương đi ra. Đi ra đại môn, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn. Nhà mình là nóc nhà cao nhất, rộng nhất trong cả con đường. Ở giữa một khối hoành phi, mặt trên có hai chữ viết Dương Phủ. Ở giữa cửa còn có hai con sư tử bằng đá rất to. Đột nhiên nghĩ đến thân phận này của mình cũng không tệ. Là thiếu gia, nhà có tiền, không có cha mẹ quản, trong nhà có ốc lại có điền, cuộc sống vui vẻ khôn cùng, có tức phụ xinh đẹp, săn sóc như vậy. Được rồi, so với Bích Thanh mình quen biết thì quan tâm chăm sóc hơn cả vạn lần. Nếu như cứ như vậy lâu dài ở đây làm thiếu gia mà sống thì có vẻ cũng không có tệ. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, mặc cho Bích Thanh kéo tay của mình đi lên phố. Bích... Điều, ở đây cách Trường An có xa không? Bích Thành cúi đầu. Không biết, ta cũng chưa từng đi, hình như là rất xa đó. Vậy chúng ta có xe ngựa không? Đương nhiên là có. Bích Thành đột nhiên đứng lại, khẩn trương nhìn hắn. Quan nhân, huynh muốn đi Trường An? Ta chỉ là hỏi như vậy thôi. Diệp Thiếu Dương trong lòng bắt đầu nghĩ cách. Bích Thành dẫn hắn đi vào đường phố phồn hoa. Ở trên đường cái gì cũng có,
có cửa hàng, có tiểu thương bán hàng. Diệp Thiếu Dương đi hết con phố, luôn cảm thấy có chỗ không đúng. Lại đi đến con phố phía trước, lúc này mới phát hiện vấn đề ở đâu. Đó là ít người. Trên đường có người nhưng không nhiều lắm. Trong ấn tượng của Diệp Thiếu Dương, Minh Triều hẳn là dân cư nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, nơi này là thành phố lớn ở Phủ Ứng Thiên, đại khái coi là con đường phồn hoa nhất, không nên ít người như vậy mới đúng. Còn có một điểm để cho hắn cảm thấy kỳ quái, những người này đều nói tiếng phổ thông, ngay cả Bích Thanh cũng vậy. Hơn nữa nói chuyện tựa như không có cảm giác cổ đại, có một số từ ngữ có điểm giống như ở thời đại của mình. Hắn cũng không rõ vì sao lại như vậy, bởi vì hiểu biết đối với thời cổ đại cũng không nhiều, cũng không biết cổ đại có đúng là như thế này hay không. Nhưng nếu như mình đang ở thời cổ đại, khẳng định là bình thường. Hai người vừa đi đường vừa trò chuyện. Bích Thanh kéo tay của mình, một bộ dáng con chim nhỏ nép vào lòng. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ sau này nếu như nàng khôi phục lại ký ức, nhớ tới một đoạn này, nhắm chừng sẽ xấu hổ mà chết, hoặc là sẽ hung hăng đánh cho mình một trận. Cho nên mình ngàn vạn lần không thể làm gì đối với nàng, bằng không tương lai nàng nhớ lại việc này sẽ không có bỏ qua cho mình. Đúng rồi, Điều, trên đường có tiệm bán quan tài không? Bích Thanh lập tức đứng lại, giật mình nhìn hắn. Huynh tìm tiệm quan tài làm gì? Không tìm, là ta tò mò, đi nãy giờ ta không có thấy tiệm quan tài. Diệp Thiếu Dương muốn đi mua một ít pháp dược. Bích Thanh nghĩ, ở Tây Phố hình như có một tiệm quan tài. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ lại, Bích Thanh rất thích thú cùng hắn đi tản bộ, không có chủ động yêu cầu quay về. Diệp Thiếu Dương một lòng muốn đem hoàn cảnh mang theo nàng cùng nhau đi tới. Chỉ chốc lát đến bên cạnh bờ tường, đi men theo ở bên dưới, giật mình cảm thấy nơi này quen thuộc. Dường như là đã tới, thế nhưng cẩn thận quan sát cũng không có ấn tượng gì. Đến địa phương có thể thấy cổng thành, một loại cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt. Bích Thành đột nhiên nói, quan nhân, phía trước không thể đi, đó là địa phương của quan phủ. Quan phủ là nơi nào? Diệp Thiếu Dương đứng lại nhìn tường thành thật dài phía trước. Trong giây lát có một cỗ cảm giác tinh tường nảy lên ở trong lòng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nói, phía sau tường thành này có phải là một cái hồ không? Đúng vậy, là Huyền Vũ Hồ. Không phải là quan nhân cái gì cũng đã quên rồi sao? Bích Thành rất vui vẻ. Hóa ra Phủ Ứng Thiên chính là Nam Kinh. Chương 2696, đào mộ. Mình không phải là đang ở Thừa Đức sao? Tại sao sau khi xuyên không lại đến Nam Kinh? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiếu Dương và Bích Thanh cùng nhau đi về phía trước, quan sát xung quanh một phen, phát hiện ở phụ cận, ngoại trừ tường thành này cùng cửa thành, mình cái gì cũng không có nhận ra. Nghĩ cũng phải, cách xa nhau đến mấy trăm năm, ở giữa đó còn trải qua những thay đổi của triều đại, có thể bảo tồn được tường thành và cửa thành đã là không tệ. Nhìn thành lâu tường thành cách mấy trăm năm cũng không khác biệt, Diệp Thiếu Dương chắc chắn rằng Nam Kinh đúng là địa phương có lịch sử. Căn cứ vị trí hiện tại của mình, phỏng đoán ra vị trí nhà của mình, hiện tại địa phương đó là một mảnh hoang vu dã ngoại, chính là một mảng dân trạch nào đó. Hai người đi dạo một vòng, Bích Thanh kêu mệt, Diệp Thiếu Dương cùng nàng về nhà. Ở trên đường đi lại hỏi không ít vấn đề về thế giới này. Biết được thiên hạ coi như thái bình, không có chiến tranh, dân chúng sống cũng không có quá thảm. Nhưng nghe nói trong cung nội đấu rất lợi hại, cho dù Bích Thanh chưa từng ra khỏi nhà cũng đã nghe kể chuyện. Hiện tại trên cung đình, người được hoàng đế sủng ái nhất chính là đại danh đỉnh đỉnh Nghiêm Tung. Mình có thể xuyên không về triều đại này, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy kỳ lạ. Đúng rồi, quan nhân, huynh đã hơn một năm không đi viếng mộ mả cha mẹ. Sắp tới năm mới, khi nào rảnh rỗi đến trước mộ phần cha mẹ chúng ta tế bái. Diệp Thiếu Dương nhận lời. Vậy trưa nay đi. Bích Thành thấy hắn đồng ý, có chút bất ngờ, tiếp tục đề nghị. Diệp Thiếu Dương nghĩ, dù sao cũng phải làm quen với hoàn cảnh, đi một chút cũng tốt. Nhìn xem người đưa mình đến thế giới này tột cùng đã sắp xếp cho mình bao nhiêu tin tức. Về đến nhà, Qua cũng vừa từ học đường trở về.
nhưng nó cùng vị thúc thúc này của hắn rất thân, vẫn bám chặt không rời. Diệp Thiếu Dương quan sát nó và cả Bích Thanh. Hai người ngày hôm qua thân thuộc với mình biết bao, bây giờ một người trở thành thê tử, một người trở thành cháu của mình. Cảm giác này thật sự là dở khóc, dở cười. Cơm trưa phong phú, hơn nữa đồ ăn cũng chỉnh chu hơn so với thời đại của mình. Chỉ là hạt gạo cũng không được tinh tế. Thời đại này hẳn là không có thóc lai các kiểu, nhưng cũng không có phân bón hóa học và chất phụ gia, đồ ăn đều rất tươi. Diệp Thiếu Dương ăn hai chén cơm. Tẩu tử của hắn là mẹ của Qua Qua, là Trần Duyệt, có nha hoàn chuyên đưa cơm tới cho cổ, không có ra ngoài. Qua Qua cơm nước xong thì cũng vào nhà tìm cổ cùng nhau đi ngủ trưa. Bích Thanh ý mình đi bộ quá nhiều, cũng muốn đi ngủ, hỏi Diệp Thiếu Dương có muốn ngủ cùng hay không. Diệp Thiếu Dương để nàng ngủ một mình, tỏ ý là muốn đi qua phố mua vài thứ. Sau khi rời khỏi Bích Thanh, Diệp Thiếu Dương một mình ngồi ở phòng khách uống trà. Lúc này một lão nhân đi vào, nhìn sơ sơ tầm 60 tuổi, đội một cái mũ màu đen, mặc trường sam tơ lụa màu nâu vàng thêu hoa, vẻ mặt rất nghiêm túc. Nhìn Diệp Thiếu Dương không giống những người hầu khác, cúi đầu khom lưng, chỉ là hơi hơi khom người mà nói: "Thiếu gia đã tỉnh rồi." Miêu Nhi đang ở bên cạnh thu dọn chén bát, thấp giọng nói nhỏ vào tai Diệp Thiếu Dương: "Vị này là Ngô quản gia." Diệp Thiếu Dương đứng dậy chào hỏi, mời hắn ngồi. Ngô quản gia nói cảm ơn, ngồi ngay bên cạnh, đánh giá Diệp Thiếu Dương một lượt: "Thiếu gia, đầu óc đã tỉnh chưa?" "Có rất nhiều sự việc không có nhớ được, những thứ khác vẫn ổn." Ngô quản gia nhíu mày: "Kinh học văn chương còn nhớ chứ?" Diệp Thiếu Dương đờ đẫn, lắc lắc đầu. Ngô quản gia thở dài: "Thiếu gia, không phải lão nô nói với cậu, cậu năm nay cũng 20 tuổi đầu, dù sao cũng phải thi cho nó có công danh rạng rỡ liệt tổ liệt tông." Diệp Thiếu Dương nghe lão ba la bô lô một tràng những lời khuyến học, cũng không biết phản bác, đành ậm ừ cho có lệ. Sau khi Ngô quản gia nói một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Diệp Thiếu Dương: "Đây là sổ thu tô của tháng này cùng khoản chi thuê nhân công, thiếu gia cậu xem." Diệp Thiếu Dương mở nhìn thoáng qua, ném cho hắn nói: "Có ông làm chủ là tốt rồi." Ngô quản gia chắp tay: "À, là thay thiếu gia làm chủ. Còn nữa, cho ta một ít tiền, buổi chiều ta ra phố mua vài thứ." Diệp Thiếu Dương đang lo trên người một đồng xu cũng không có, vừa lúc lão đến vì vậy mới đòi: "Thiếu gia cần bao nhiêu tiền?" "Tùy đi, ta chỉ đi mua một chút đồ thôi." Ngô quản gia vì vậy lấy trong tay ra hai thỏi bạc nặng trịch đặt lên bàn, lại dùng tiếp những lời thường gặp khuyên bảo một phen rồi cáo từ. Diệp Thiếu Dương cầm bạc đi ra phố, tìm được cái gọi là Tây Phố, đi dạo một vòng, tìm được tiệm quan tài mà Bích Thanh đã nói. Không có chiêu bài, chỉ là trước cửa bày vài vòng hoa cùng ngựa giấy. Các tiệm mai táng cổ đại đều như vậy, tên là hối khí, thông thường đều bày trước cửa những thứ này, vừa thấy thì cũng biết là làm gì. Nhưng tiệm quan tài này không có mở cửa. Diệp Thiếu Dương đến xem, vòng hoa và vàng mã đều đã hư, ở trên ván cửa toàn là bụi, có vẻ như đã lâu không có mở. Có chút tò mò, vừa lúc bên cạnh có một tiệm bánh bao, ông chủ đang hấp bánh. Diệp Thiếu Dương hỏi: "Này, nhà bọn họ ngày hôm qua còn khai trương không? Hôm nay ông chủ đi đâu rồi?" "À, hôm qua họ còn mở, nhưng hôm nay ông chủ có việc á." Đến thật không khéo, Diệp Thiếu Dương hỏi thăm xung quanh còn có tiệm quan tài nào khác hay không, nói là không biết. Đi bộ ra đường mua vài cái bánh nướng ăn, hương vị cũng không tệ, rồi đi về nhà. Bích Thành đã dậy, nói gọi người chuẩn bị xe ngựa, cùng nhau đi viếng mộ tổ. Qua Qua cũng muốn đi về quê, xin mẹ đồng ý, sau đó vui tươi hớn hở lên xe ngựa của Diệp Thiếu Dương. Bích Thành cùng Qua Qua quan hệ rất tốt, dọc đường đi đều chơi đùa với nó. Qua Qua vui vẻ đùa với cô, đột nhiên nói: "Thầm thầm, khi nào thầm cùng thúc sinh cho con một đệ đệ?" Bích Thành đỏ mặt cười thẹn thùng với Diệp Thiếu Dương: "Chuyện này phải hỏi thúc thúc con." Diệp Thiếu Dương không nói gì cả.
Cái gọi là quê thật ra cũng không có xa. Sau khi ra khỏi thành, chạy xe ngựa không quá một giờ, xe ngựa dừng trước một trái núi nhỏ. Đây chính là phần mộ tổ tiên của Dương gia. Diệp Thiếu Dương rất ngạc nhiên, phần mộ tổ này từ đâu mà có, từ đâu mà đến. Có lẽ thật sự có người tên là Dương Thiệu Nghiệp, mình chỉ mang thân phận của hắn. Bích Thanh và Qua Qua cũng giống như vậy, đều là từ bên ngoài mà đến. Nguyên bản thế thân là nhân vật có thật, về phần trước kia mấy người nhà này làm gì, Diệp Thiếu Dương cũng không biết. Diệp Thiếu Dương một hàng ba người đi lên núi, đi vào khu mộ, tìm được mộ phần của cha mẹ. Cố gắng nhìn tên bia mộ đều là chưa từng nghe thấy. Vài người hầu bày các vật phẩm trước mộ bia, thắp ba nén nhang. Diệp Thiếu Dương ba người bắt đầu hóa mã. Sau khi làm xong, mang theo hai người hầu cầm sẻng, bắt đầu bồi đất thêm cho mộ phần. Tất cả những thứ này đều là Bích Thanh sắp xếp. Diệp Thiếu Dương thấy chắc là phong tục của địa phương, cũng làm theo, xúc đất bồi thêm, tùy ý nhổ lên mấy cây cỏ, xếp lại với nhau, đốt trước mộ phần, trong miệng niệm chú ngữ cùng tên của người chết. Chương 2697, Đào mộ, phần 2. Đây là một loại pháp thuật rất đơn giản. Nếu như người chết đã đi đầu thai, cỏ trên mộ phần sẽ toát ra khói vàng. Nếu người chết ở âm ti sẽ là khói xanh ra trời. Nếu người chết có cái gì oan khuất sẽ có khói đen. Diệp Thiếu Dương thật ra cũng chỉ là tùy tiện thử một lần. Kết quả, phép thử cho ra kết quả rất bất ngờ. Sương khói rất nhạt nhưng toát ra là khói bình thường. Đương nhiên không có khả năng là pháp thuật không nhạy. Pháp thuật đơn giản như thế, hơn nữa ở thời điểm tác pháp rõ ràng là cảm nhận được linh lực sinh ra cùng mộ phần có tác dụng. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, nghĩ đến một loại khả năng. Thừa dịp nhóm người đang bồi thêm đất, hắn lại nhanh tay ngắt mấy nhánh cỏ trên mộ phần, lại tác pháp, kết quả vẫn giống nhau. Diệp Thiếu Dương trong lòng đã bắt đầu hiểu, bất động thanh sắc, đợi hoàn tất việc bồi đất. Thời điểm Bích Thanh gọi hắn về, nói với Bích Thanh là mình muốn ở lại đây một đêm, mai mới về. Ở trong này một đêm, như vậy sao được, Huỳnh sẽ bệnh đó. Bích Thanh không đồng ý. Người để thảm trong xe ngựa lại cho ta là được. Ta có một số việc muốn nói với cha mẹ, cũng muốn ở lại đây bầu bạn với bọn họ một đêm, không có việc gì đâu. Lý do này thật sự không được coi là tốt, nhưng ở thời này cách Đại Minh, khác với mấy trăm năm sau là thời đại sợ vợ của mình. Lúc này nam nhân là người đứng đầu trong nhà, hắn một lần nữa kiên trì. Bích Thanh tuy khổ sở khuyên bảo, cuối cùng cũng chẳng có cách nào, đành phải suy nghĩ biện pháp thỏa hiệp. Cách phần mộ tổ tiên 5-6 dặm có một tòa thôn nhỏ, là nhà cũ của bọn họ, chỉ là lâu rồi không có người ở. Bích Thanh cho hai người hầu tới nhà cũ dọn dẹp một gian phòng. Chờ đến buổi tối Diệp Thiếu Dương muốn đi nghỉ, có thể trực tiếp về nhà cũ. Diệp Thiếu Dương đồng ý để cho nàng và Qua Qua cùng về trước. Bích Thanh dặn dò các thứ, lúc này mới không tình nguyện leo lên xe ngựa cùng Qua Qua rời khỏi. Hai người các người đi dọn phòng đi, đợi đến tối rồi tới tìm ta là được. Diệp Thiếu Dương đuổi hai người hầu ngồi đợi bên cạnh mộ. Trời dần tối. Hôm nay trời đầy mây, không có trăng cũng không có sao. Ở trên trời chỉ có một đám mây lớn che khuất toàn bộ. Diệp Thiếu Dương thắp ngọn đèn người hầu để lại, đặt ở bên cạnh phần mộ, cầm sẻng bắt đầu đào mộ. Đúng vậy, hắn phải tận mắt nhìn xem thi thể như thế nào, hoặc là nhìn xem bên trong có thi thể hay không. Đào mộ là hoạt động cần thể lực, nhưng hoạt động này chỉ để một mình làm. Vạn nhất để cho người ta nhìn thấy mình đào phần mộ cha mẹ lên, nhắm chừng sẽ trở thành tên điên, tội ác tày trời. Đào nửa giờ, hắn đào được một cái hố sâu nửa thước, bằng phẳng như trên mặt đất. Lại tinh thần hăng hái đào xuống độ 20 ly, vẫn không thấy quan tài. Diệp Thiếu Dương cảm giác không thể tưởng tượng, dựa theo truyền thống của Hoa Hạ, quan tài đều chôn không sâu, có thể sẽ không quá 20 ly. Đây là điều cần lưu ý trong phong thủy. Cho dù là thầy địa lý sứt sẹo đến mấy cũng không vi phạm luật này. Trừ phi chỉ có một khả năng, chính là người chết trước khi hạ táng có dấu hiệu thi biến. Sau khi xử lý xong, muốn đem quan tài chôn sâu, tránh cho vị trong quan tài kia thật sự thi biến. Chôn quá sâu, có khả năng bỏ ra ngoài. Nhưng Diệp Thiếu Dương lại không cảm nhận được phía dưới có thi khí. Ôm theo tò mò, tiếp tục đào.
Đột nhiên cách không xa chuyển đến một tiếng hét kinh hãi. Thiếu gia, ngài làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn. Hỏng rồi, là mấy người hầu đi dọn nhà cũ. Nhưng mình quên mất chuyện bọn họ có thể quay lại. Hai người hầu trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt giống như đang nhìn một tên điên. Tả. Diệp Thiếu Dương vốn định tìm cớ giải thích, cúi đầu nhìn hiện trạng, nhất thời không thể tin được có cái cớ gì để mà chống đỡ được việc mình đang đào mộ phần bố mẹ. Các người lại đây, giúp ta một tay. Diệp Thiếu Dương mạnh dạn vẫy tay. Hai người hầu như là quỷ mà đi tới, bị dọa cho mất hồn run rẩy. Thiếu thiếu gia, ngài đang làm gì? Tại sao? Hai người đến giúp ta đào đất đi. Diệp Thiếu Dương làm như thật. Ta phát hiện một tình huống, mộ này căn bản là không có quan tài. Hai người giật mình đi tới. Người lớn tuổi nói, sao lại như vậy được? Lúc trước lão thái thái hạ táng là ta nâng quan tài, sau đó lão thái già mất, ta cũng đi hỗ trợ hợp táng. Đi đến trước mộ phần, nhìn Diệp Thiếu Dương đào ra hố đất trống trơn, đem những lời tiếp theo nuốt lại. Một người khác cũng trợn mắt há mồm, mông ngã phịch xuống thất thanh. Kẻ trời đánh nào đã trộm quan tài của chúng ta? Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ. Hai người này nhìn một người hơn 50 tuổi, một người hơn 40. Lúc trước Bích Thành cũng có nói hai người đều là lão nhân ở trong nhà, từ nhà cũ mang theo. Bỗng nhiên trong lòng vừa động hỏi. Thời điểm phụ mẫu ta mất, lúc hạ táng người có mặt? Hai người gật đầu. Thiếu gia, ngài quên rồi à? Diệp Thiếu Dương trèo lên khỏi hố đất, ôm hai tay nhìn hai người kia nói. Ai lại trộm quan tài chứ? Dù là trộm mộ cũng không có khả năng ngay cả thi thể cùng quan tài đều trộm. Hai người nhìn nhau, đi mấy vòng quanh hố, thật sự là không nghĩ đây là chuyện gì. Tuy hố rất nhỏ, nhưng cũng chứng minh tình huống, dù sao, vị trí quan tài cũng đáng lưu ý, nhất định là ngay dưới nấm mồ, không có khả năng chôn ở nơi khác. Diệp Thiếu Dương lại hỏi một chi tiết lúc hạ táng, hai người đối đáp trôi chảy, cũng không có khả năng là nói dối. Diệp Thiếu Dương một lần nữa nhảy xuống hố kiểm tra mọi nơi, từ tình huống thổ nhưỡng không có dấu vết cho thấy bị đào lấp. Thổ nhưỡng một khi đào ra lấp lại trong vòng mấy chục năm sẽ khác nhau. Phát hiện này khiến cho Diệp Thiếu Dương hoang mang không thôi, không lẽ là bị sai phần mộ? Cái này trên cơ bản là không có khả năng. Trước mộ phần có bia, mặt trên có khắc danh tính người chết, sinh thần kỵ nhật, hơn nữa đều là hôm hạ táng đã mới lập bia, tuyệt đối không thể sai. Nhưng phía dưới mộ lại không có quan tài. Diệp Thiếu Dương thấy cũng kỳ quái. Vấn đề này Diệp Thiếu Dương cũng chẳng còn cách nào giải thích. Lúc đó chỉ có thể nhảy khỏi hố, ngồi bên cạnh mộ phần, đau khổ suy tư. Hai người hầu cũng không có chủ ý, đứng một bên chừng mắt to mắt nhỏ. Bọn họ vẫn cảm thấy quan tài bị người ta trộm, bởi vì lúc trước họ đều tham dự hạ táng, tin tưởng vững chắc tuyệt đối không có gì sai lầm. Ở gần đây còn mộ phần nhà nào không? À, dạ, trên ngọn núi phía đông là có rất nhiều, đều là mộ phần của tổ tiên của mấy thôn phụ cận. Người hầu lớn tuổi đáp. Diệp Thiếu Dương cầm sẻng, kêu bọn họ dẫn mình đi qua đó. Hai người cũng không hiểu lắm hắn định làm gì, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Sau khi xuống núi, đi tới ngọn núi đối diện, ở trên đường thấy không ít mồ mả. Diệp Thiếu Dương chọn nửa ngày, tìm một cái mả mới vị trí khuất, để cho hai người cùng nhau giúp hắn đào lên. Chương 2698. Điểm đáng ngờ xuất hiện. Phần 1. Hai người cằm muốn rớt ra, còn tưởng rằng vị thiếu gia lại tái hiện bệnh điên, vội vàng khuyên hắn bình tĩnh. Thiếu gia, tùy tiện đào mộ nhà khác, cái này không được. Bị phát hiện là chết đó. Được rồi, không cần các người đào, ta tự làm, các người giúp ta canh chừng là được rồi. Hai người khổ sở khuyên nhủ, lại không còn biện pháp, thương lượng một chút. Người trẻ tuổi ở lại giúp Diệp Thiếu Dương đào mộ, người lớn tuổi đi canh chừng, tránh để vạn vật có người lên nối. Thấy bọn họ điên cuồng như vậy, nhưng cũng không thể thật sự phủi tay mặc kệ. Nhỡ thiếu gia bị người ta đánh, bọn họ đừng có mơ mà về nhà. Diệp Thiếu Dương và người hầu kia cùng động thủ đào mộ. Bởi vì là mả mới, bùn đất xốp, chưa đầy nửa giờ, một cái hố sâu nửa thước được đào, quả nhiên không có quan tài. Nếu chỉ có phần mộ nhà mình không có, thì có thể miễn cưỡng giải thích là trong lòng núi vận động gì đó. Nhưng là hai mộ phần, cũng không trên cùng một ngọn núi,
ngay cả nguyên nhân không có khả năng nhất cũng bị loại trừ. Người hầu nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Thiếu Dương tuy sớm cũng hoài nghi, nhưng nguyên nhân sau lưng chuyện tình quái đản này hắn căn bản là không biết. Nhà cũ ở trong một sơn thôn, cũng là tòa nhà rộng nhất ở trong thôn. Diệp Thiếu Dương lúc này muốn đi dạo xung quanh, chuyện đào mộ làm cho không còn tâm tình. Một người một mình chui vào phòng tiếp tục suy nghĩ. Cái này rốt cuộc là cái thế giới mẹ gì đây? Nếu như mình bị người ta đưa đến đây lại không giết, đem mình vây trong đây mục đích là gì? Còn nữa, sao lại là ở năm Gia Tĩnh? Tất cả những điều này đều là bí ẩn không cách nào giải thích. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, trông cậy vào người khác cứu mình đi ra là không có khả năng. Trương Vô Sanh và Đàng Vĩnh Thanh còn có những pháp sư cùng người thường lúc mất tích, tám phần là đều bị đưa đến đây. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy có chút an ổn. Đây là một loại tâm ý rất nhiều người đều có, mặc kệ hoàn cảnh không tốt đến mấy, dù sao cũng không phải là một mình. Cho dù là Diệp Thiếu Dương cũng không tránh khỏi ý nghĩ như vậy. Thông qua chuyện này, Diệp Thiếu Dương suy luận ra mấy điểm. Thứ nhất, lần xuyên không này không phải nhằm vào một mình. Dù sao mình cũng không phải lần đầu tiên xuyên không, hơn nữa cũng không chỉ liên quan đến cổ mộ đó. Lúc trước từng xem qua video thuyết minh người của Thánh Linh Hội hư hư thực thực, còn bắt người ở qua đường. Phải nói những việc nào làm này là có mục đích thì cũng nhất định không chỉ liên quan đến một mình. Thứ hai, cửu tinh điệp khí trận ở bên trong cổ mộ hẳn là địa phương chỉ có vào chứ không có ra. Cho dù là đạo phong muốn cứu mình thì tám phần cũng không có cách, rất có khả năng tự mình đi vào. Mình muốn đi ra ngoài phải dựa vào chính mình vậy. Suy trước tính sau, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hiện tại chỉ có thể làm một chuyện là tìm mọi cách để tìm Trương Vô Sanh, tìm được những người cùng bị vây ở đây như mình, sau đó cùng nhau tính cách ra ngoài. Chỉ là ngay cả Qua Qua và Bích Thanh đều không biết mình phải làm sao mới có thể để cho những người này khôi phục lại ký ức. Nói cách khác, cho dù tìm được bọn họ cũng vô dụng. Nói quá nhiều, có khi người ta lại coi mình là thằng điên. Diệp Thiếu Dương còn đang đau đầu suy nghĩ muốn khổ muốn chết. Đột nhiên từ cách vách truyền đến một mùi hương. Trong lòng tò mò, đi ra ngoài xem. Theo mùi hương, đến một gian phòng không có ánh sáng. Trong phòng này không có cửa sổ, không có ánh sáng lọt ra ngoài. Nhìn vào thì sửng sốt. Hai người hầu đều quỳ trên đất, đối diện với một pho tượng thần cầu nguyện. Tượng thần được đặt trên điện thờ, tối đen cũng không thấy rõ. Nhíu mày đi tới, hai người hầu tế bái xong, tay đang cầm nhang cắm vào lư hương, xoay người đi ra. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì người hầu già nói: "Thiếu gia, tượng thần trong nhà vẫn còn đây, à, chúng ta vừa lau dọn, thiếu gia cũng đến dâng hương đi." Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, đi qua nhìn thoáng qua tượng thần, cả người liền cứng đơ. Cung phụng trong điện thờ chính là Linh bà. Ngây người trong vài giây, Diệp Thiếu Dương khôi phục tinh thần, hít sâu, xoay người: "Nhà chúng ta vì sao lại có cái pho tượng thần này?" Hai người hầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy câu hỏi này vô nghĩa. "Ờ, tượng thần này nhà là đều cung phụng đó." Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. "Sao? Mỗi nhà là đều có sao?" "Dạ đúng vậy, tượng thần Linh bà, chúng ta đời đời đều cung phụng. Chẳng lẽ thiếu gia ngay cả điều này cũng quên? Đi ra ngoài phải ngàn vạn chú ý, đừng có nói lung tung, vạn nhất có người báo cho quan phủ là phiền to." "Vậy được, các người nói cho ta biết, chuyện Linh bà này là như thế nào?" Hai người bắt đầu giảng giải. Diệp Thiếu Dương càng nghe thì càng kinh ngạc. Thì ra Linh bà này là đương triều quốc sư, cũng là sư phụ của hoàng đế ở phương diện tu đạo. Quan phủ yêu cầu mỗi nhà đều phải cung phụng tượng thần Linh bà, hơn nữa sớm tối đều phải dâng hương cầu khẩn. Nhưng cho dù quan phủ không bắt, dân gian cũng tự cung phụng. Ở trong lòng họ, Linh bà là thần, hơn nữa là thần duy nhất. Mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, dựa vào Linh bà phù hộ. Lúc hai người hầu nói về Linh bà, trên mặt đều mang theo sùng bái kính ngưỡng. Trong lòng, điểm này không có làm giả được. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì ngơ ngác. Linh bà, thế giới này cũng có bóng dáng của bà ta, hơn nữa ảnh hưởng to như vậy, thậm chí còn là quốc sư. Xem ra lúc mình đoán ra thân phận của bà là Tinh Nguyệt Nô, điểm này là sai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng rất có khả năng là Tinh Nguyệt Nô ở thời đại này đã sử dụng cửu tinh điệp khí trận. Điều duy nhất khiến hắn khó hiểu, nếu như Linh bà ở thời đại này có ảnh hưởng lớn như vậy,
Vì sao hậu thế không để lại ghi chép gì cả? Cái này không đúng. Chẳng lẽ sau khi trải qua điều gì đã tiêu diệt lịch sử? Còn nữa, pháp thuật giới ở thời đại này vì sao mà dễ dàng tha thứ cho hành vi như vậy, không có phản kháng? Nhưng mình thật ra từng nghe nói Gia Tĩnh hoàng đế tín ngưỡng đạo giáo, bản thân cũng không khác đạo sĩ là mấy, mỗi ngày đều nhóm lửa luyện đan. Có lẽ Linh bà ngụy trang thành đệ tử đạo môn, lấy được tín nhiệm của hoàng đế, bởi vậy mới được nhân gian cực lực tôn sùng. Tình huống càng ngày càng phức tạp. Nhưng có một việc có thể xác minh, mình có thể xuất hiện ở đây khẳng định là trò quỷ của Thánh Linh Hội. Buổi tối hắn ở trong phòng lại tác pháp, tác động đến Thất Tinh Long Tiền Kiếm, có thể cảm giác được ở tây bắc rất xa, không thể tính ra vị trí cụ thể. Diệp Thiếu Dương quyết định mình đầu tiên là phải tìm lại bảo kiếm cùng những pháp khí liên quan rồi sẽ tính tiếp. Ở nhà cũ một ngày, sáng hôm sau hai người hầu đi vào trong thôn mướn ngựa, Diệp Thiếu Dương quay lại nhà ở trong thành. Chương 2699, điểm đáng ngờ xuất hiện phần 2. Lúc này đã là giữa trưa, Diệp Thiếu Dương gặp được Bích Thanh, cùng qua qua cùng nhau ăn cơm. Bích Thanh mời hắn buổi chiều đi ra vườn chơi. Diệp Thiếu Dương cũng không có hứng thú, tìm một cái cớ để cự tuyệt, hỏi nàng chuyện có liên quan đến Linh bà, nhận được cách nói giống như hai người hầu, mỗi người sớm tối đều phải tế bái tượng thần, đơn giản là mình không thích, bởi vậy đích Bích Thanh luôn luôn làm thay cho hắn. Buổi chiều, Diệp Thiếu Dương một mình ra ngoài, tới tây phố. Hôm nay thời tiết vẫn âm u, hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời. Diệp Thiếu Dương đi một mình đến tiệm quan tài, tiệm vẫn đóng cửa. Diệp Thiếu Dương một mình đi trên đường, bất giác đi đến ngoại thành, có một đội binh sĩ đang tuần tra, cầm trong tay trọng kích. Diệp Thiếu Dương nhớ từng xem qua ở đâu nói loại trọng kích này thời cổ đại phần nhiều là để thể hiện uy nghi, chứ đánh trận thì không có nổi. Đi sượt qua vai bọn họ, trong giây lát đứng lại, ánh mắt tập trung vào một bóng người. Cứ như vậy mà đi theo, đội binh sĩ này đi thẳng vào bên trong phủ nha. Diệp Thiếu Dương chưa từ bỏ ý định, ở bên ngoài chờ. Trong chốc lát những binh sĩ lại đi ra, có người thay thường phục, túm năm tụm bảy, vui cười tản ra. Diệp Thiếu Dương đứng ở trên con đường đối diện, chờ đợi, đợi người mình theo dõi. Nhìn kỹ hắn thì quả nhiên là người mình muốn tìm, vì vậy kêu lên: Đặc Vĩnh Thanh. Đúng vậy, hắn chính là Đặng Vĩnh Thanh. Lúc nãy đi trên đường, vội vàng thoáng nhìn, Diệp Thiếu Dương đã hoài nghi là hắn. Quả nhiên là thật. Đặng Vĩnh Thanh quay đầu nhìn một cái, tiếp tục đi. Diệp Thiếu Dương theo lại kêu một tên của hắn. Đặng Vĩnh Thanh đứng lại, nhìn trái nhìn phải, không có ai. Chần chừ nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Ngươi gọi ta. Nhìn vẻ mặt của hắn, Diệp Thiếu Dương liền biết hắn nhất định cũng đã quên tên mình. Lại một người mất trí nhớ. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương thở dài: Chính là gọi người đó, người không biết ta sao? Đặng Vĩnh Thanh cười cười: Vị công tử này sợ là ngươi nhận sai người. Tên ta là Trần Văn Trung, không phải là ngươi muốn tìm đâu. Đặng Vĩnh Thanh vẫn nhất quán tính cách như vậy, rất khách khí, nói chuyện nhỏ nhẹ chậm rãi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười: Được rồi, ta lầm tên của ngươi, nhưng ta thật sự biết ngươi đó. Có rảnh không? Đi uống rượu. Đặng Vĩnh Thanh liếc mắt đánh giá hắn một lượt, chắp tay: Xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta tên là Dương Thiệu Nghiệp, sống ở trong thành đó. Diệp Thiếu Dương sờ mũi, Đặng Vĩnh Thanh cười cười: Thật ra ta cũng không bận gì, chỉ là ta không thích uống rượu. Ta vừa tan tầm, đang muốn đi uống miếng trà, công tử không chê, cùng ta đi có được không? Diệp Thiếu Dương đương nhiên là muốn đi. Quán trà Đặng Vĩnh Thanh nói tới là ở ngay đầu đường. Lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 có nhã tòa. Diệp Thiếu Dương bỏ tiền bao nhã tòa gần cửa sổ, gọi một bình trà Long Tĩnh. Hai người vừa uống vừa tán gẫu. Trước tiên nghe ngóng tình hình của Đặng Vĩnh Thanh, tự xưng là quân nhân, nhà cũng ở trong thành, nhập ngũ 3 năm, hiện tại phụ trách phòng vệ. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong liền nói: Ta đúng là đã nhận sai người. Trước kia quen biết bằng hữu là đệ tử của Lạc Già Sơn. Từng nghe qua Lạc Già Sơn chưa? Đặng Vĩnh Thanh gật đầu: Hình như là có nghe qua. Bằng hữu kia của ta tên là Đặng Vĩnh Thanh, bộ dáng gần giống như người nhiều đúc đó, tuổi cũng không có cách biệt lắm. Diệp Thiếu Dương theo dõi hắn,
có khi nào là thân thích trong nhà ngươi? Đặng Vĩnh Thanh cười cười, công tử nhận sai rồi, nhà của ta không có thân thích nào giống ta cả. Diệp Thiếu Dương gật đầu, sau lại thử vài câu, thấy hắn không có phản ứng đành thôi, hỏi nhà của hắn ở đâu. Uống xong bình trà, cả hai xuống lầu. Đặng Vĩnh Thanh đi trước, Diệp Thiếu Dương theo sát đằng sau, đột nhiên cao giọng thì thầm. Sơn vô lăng, địa thiên phân, thủy vô khích, hữu linh căn, thiên sinh vạn vật, giai vi khí, lục đạo luân hồi, tâm hữu chi, Đặng Vĩnh Thanh. Ở trên ót, dùng sức vỗ một cái, đồng thời lớn tiếng kêu hắn. Đặng Vĩnh Thanh cả người run lên, giống như nổi cơn kích động, ngã lăn ra đất, tứ chi run rẩy. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngồi xổm bên cạnh hắn, một bàn tay chế trụ uyển mạch môn ở tay hắn. Cường khí trong nháy mắt quán nhập vào cơ thể của hắn, mạnh mẽ chảy ở trong kinh mạch. Thời điểm vọt tới huyệt khí hải, quả nhiên gặp cỗ lực lượng thần bí kia ngăn cản. Đặng Vĩnh Thanh, nghe chú ngữ ta, thiên địa thành minh, cốc thần hàng lâm, minh đường thất phân, tự kiến thần hồn, Đặng Vĩnh Thanh hoàn hồn. Đoạn chú bàn nãy Diệp Thiếu Dương niệm là Mao Sơn khởi linh chú, tạm thời đánh cho hắn trở thành hoạt tử nhân, giải khai thiên tính. Trong nháy mắt tạm thời trừ đi thai trung chi mê, để cho thần hồn của hắn ở một trạng thái hỗn độn. Sau đó, ở trong thần thức đại niệm hoàn hồn chú, thần thức của Đặng Vĩnh Thanh theo bản năng mà đi. Mà nhân thân của hắn, hoặc nói chính là Đặng Vĩnh Thanh thật sự, trong cơ thể có cương khí, chỉ là bị phong ấn ở bên trong huyệt khí hải, không thể vận chuyển. Một khi theo Diệp Thiếu Dương niệm chú, nội ứng ngoại hợp, trong nháy mắt, cỗ lực lượng thần bí vốn kín như bưng, không khe hở, bị rạch ra một khe. Cường khí mãnh liệt, trong nháy mắt từ trong khí hải tuôn ra. Cỗ lực lượng đó rốt cuộc, ngăn trở không được, bị cương khí xưa tan, dần dần tiêu tán. Đặng Vĩnh Thanh hai tay ôm đầu, quay cuồng ở trên mặt đất. Cương khí trong kinh mạch chảy xuôi, càng ngày càng không thuận. Đặng Vĩnh Thanh mơ hồ cảm giác được, bên trong thần thức có một lạc ấn, hình giá chữ thập, nhiệt lượng phóng thích bỏng cả người, ý đồ ngăn cản cương khí lan tràn. Hải cỗ lực lượng ở trong thần thức cắn xé lẫn nhau. Đừng mà! Đặng Vĩnh Thanh đau đớn kêu lên thảm thiết. Diệp Thiếu Dương một tay nắm chặt cổ tay của hắn, đang định sẽ giúp hắn đánh cú chót. Cổ đột nhiên bị người ta bóp chặt, đồng thời bả vai cũng bị người dùng sức đẩy một cái. Sau đó mấy người cùng nhau ấn hắn xuống, ý đồ đem đè hắn xuống đất. Diệp Thiếu Dương bả vai dùng sức dãy giụa gạt văng người bên vai, trở tay đẩy một cái, đẩy người kia văng ra. Xoay người nhìn lại là binh sĩ bộ dáng thủ vệ đang nhìn hắn hùng hổ, quát lớn hắn không được lộn xộn. Vân Trung, ngươi làm sao rồi? Mấy binh sĩ này đều là đồng sự của Đặng Vĩnh Thanh, đi lên xem hắn đã có chuyện gì. Phía sau Diệp Thiếu Dương, một binh sĩ rút ra bội đao gác lên trên cổ của Diệp Thiếu Dương lớn tiếng: đừng có động, theo chúng ta đến quan phủ một chuyến. Diệp Thiếu Dương không thích cảm giác bị uy hiếp, trở tay một trưởng đánh lên cổ tay của binh sĩ. Không cầm dao chắc, dao rơi xuống đất, trùng hợp là vừa lúc đi ngang qua chân của hắn. Lưỡi dao sắc bén nhé mắt cắt đi một mảng da thịt nhỏ. Binh sĩ kêu đau một tiếng, ôm chân co lên, gọi người đến cùng nhau bắt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vốn định tránh, trong lúc vô ý ánh mắt rơi trên khối thịt nát trên đất, nhướng mày đưa tay nhặt khối thịt lên bỏ vào trong túi áo. Trên tay có máu, cảm giác dơ bẩn. Vừa lúc có hai binh sĩ bắt mình, lúc người kế tiếp thả người chui qua giữa hai người bọn họ, trở tay bắt lấy một người, dùng sức lau mấy cái trên người của hắn. Chương 2700, điểm đáng ngờ xuất hiện, phần 3. Hai binh sĩ quay người lại bắt hắn, nhưng ngay cả bóng dáng của Diệp Thiếu Dương cũng không sợ đến được. Trải qua mấy vòng, máu trên tay của Diệp Thiếu Dương cũng được cọ rửa sạch, cười nói với binh sĩ: cảm ơn. Thả người một cái, bay đi thật xa. Binh sĩ cầm đầu thấy hai thủ hạ không bắt được hắn, gọi người cùng tiến lên. Đang muốn động thủ, đột nhiên Đặng Vĩnh Thanh rên rỉ một tiếng từ dưới đất bò lên. Văn Trung huynh đệ, người không sao chứ? Một binh sĩ thấy hắn đứng dậy, lập tức đi tới kiểm tra. Đặng Vĩnh Thanh nhìn binh sĩ mặc giáp trụ trước mắt, mặt mày nhăn nhó. Văn Trung, người làm sao vậy? Người này sửng sốt. Đặng Vĩnh Thanh nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên hỏi: người là ai?
Văn Trung huynh đệ, có phải ngươi bị ngã đến hư não rồi không? Ta là Ngưu Tường. À, ngươi không biết ta sao? Đặng Vĩnh Thanh nhìn hắn, lại nhìn mấy binh sĩ đang ngây ngốc, lập tức giật mình. Các người đang đóng phim mà. Đoàn người trừng to đôi mắt, không ai biết hắn đang nói điều gì. Đặng Vĩnh Thanh xoay người nhìn lại phòng ốc hai bên, kinh ngạc nhíu mày. Chẳng lẽ đây là phim trường? Vĩnh Thanh, giọng nói quen thuộc gọi. Đặng Vĩnh Thanh quay người lại, thấy là Diệp Thiếu Dương. Lập tức mặt mày đờ ra, một bước vọt tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, sao ngươi lại ở đây? Diệp Thiếu Dương nhún vai mỉm cười, trong lòng cũng cảm xúc dạt dào, cuối cùng cũng gọi tỉnh được một người quen. Đặng Vĩnh Thanh đột nhiên đứng lại, mở ra song trường, nhìn mình đang mặc một thân trang phục binh sĩ thời cổ đại, lập tức ngơ ngác cả kinh. Sao ta lại ăn mặc như thế này? Mấy binh sĩ thấy Đặng Vĩnh Thanh không có việc gì, lại chào hỏi Diệp Thiếu Dương quen thuộc như vậy, cả đám đều ngây ngẩn. Một người đi lên hỏi hắn chuyện gì. Các người gọi ta là gì cơ? Đặng Vĩnh Thanh đầu óc đương nhiên còn chưa có kịp thích nghi. Diệp Thiếu Dương chặn ở đằng sau, nói với mấy binh sĩ. Các người muốn gì? Ta với hắn là bạn hữu, hắn đột nhiên phát bệnh, ta giúp hắn chữa bệnh, các người tưởng là cái gì? Mấy binh sĩ náo loạn ô long, vẻ mặt đều xấu hổ. Chỉ có binh sĩ chân bị thương có chút bất mãn oán giận. Vậy cũng không thể đả thương người, làm cho chân ta bị thương rồi. Là người tự làm, liên quan gì đến ta? Diệp Tiêu Dương phản bác. Binh sĩ kia còn muốn cãi, người cầm đầu đột nhiên giữ hắn lại, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, đánh giá một lượt, chắp tay. Ngài là Tiểu Hầu Gia. Tiểu Hầu Gia? Diệp Thiếu Dương vừa định nói không phải. Một binh sĩ khác mở miệng. Là hắn là Dương Gia Tiểu Hầu Gia. Mấy binh sĩ đều ủ rũ, cùng chắp tay giải thích, thiếu chút nữa là muốn quỳ xuống. Binh sĩ bị thương ban nãy muốn cãi lý cùng Diệp Thiếu Dương, lập tức ăn nói khép nép, xin khoan dung. Thiếu Dương, đi theo ta. Diệp Thiếu Dương kéo Đặng Vĩnh Thanh bước nhanh. Đi đâu? Về nhà của ta chứ đâu. Khoảng hơn 10 phút sau, hai người ra ngoài cửa Dương phủ. Đặng Vĩnh Thanh trừng mắt nhìn tấm biển trên cửa phòng cả kinh. Đây là nhà ngươi? Đúng vậy, đi vào đi. Diệp Thiếu Dương kéo hắn đi vào, về phòng mình. Dọc đường đi gặp đám người hầu, đều gọi hắn là thiếu gia. Nhìn thấy Đặng Vĩnh Thanh ở trong mắt, trong lòng đều hỗn độn. Nhưng Diệp Thiếu Dương không giải thích với hắn. Đi đến nội đường, gặp được Miêu Nhi đang dọn dẹp bàn. Thấy Diệp Thiếu Dương dẫn theo bằng hữu, nói vạn phúc. Thiếu gia cùng vị công tử này ngồi chờ một chút, ta đi pha trà. Diệp Thiếu Dương nói, đợi một chút, hỏi này, ta là hầu gia. Miêu Nhi sửng sốt. Đúng vậy, cô của thiếu gia là nương nương ở trong cung. Năm đó lão gia được phong thế hầu tập tước, thiếu gia vì vậy cũng được kế thừa. Còn mẹ nó, mình thế nào mà lại là hoàng thân quốc thích? Diệp Thiếu Dương gãi đầu, vì sao các người không nói cho ta biết? Miêu Nhi cười, cậu ở nhà thì tự nhiên đều gọi là thiếu gia, hầu gia là người bên ngoài gọi. Hơn nữa ai cũng nghĩ cậu đã nhớ, những chuyện này không cần chủ động đề cập. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, mới nói, tiểu thiếu gia đâu? Tiểu thiếu gia đang ở trong sân chơi với đám mèo đó. Tốt, vậy người cũng không cần pha trà đâu, gọi nó đến đây, ta đưa vị công tử này vào trong nói chuyện trước. Nói xong, kéo Đặng Vĩnh Thanh vào phòng ngủ, kéo ghế cho hắn, ngồi đi. Đặng Vĩnh Thanh không ngồi, quan sát mọi nơi, vẻ mặt càng ngơ ngác, nhìn Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Thiếu Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là đang đóng phim à? Không. Diệp Thiếu Dương phe phẩy ngón tay về phía hắn cười cười. Đây là nhà của ta đó. Ta tên là Dương Thiệu Nghiệp. Người cũng nghe thấy đó. Ta là một hầu gia. Ở trong này có lão bà của ta, còn có đứa cháu. Mà ngươi là một binh sĩ phục dịch, phụ trách tuần tra mỗi ngày quanh thành đó. Đặng Vĩnh Thành ngây ngốc. Đùa cái gì vậy? Ta không có đùa đâu. Trong nhà ngươi còn có mẹ già hơn 60 tuổi. Cha ngươi đã chết. Ngươi có một đệ đệ ở nhà đọc sách, thì 8 năm cũng chưa đậu. Người vốn có thể ra trấn thủ biên cương, cái này cũng là lý tưởng của ngươi. Nhưng mà vì ngươi muốn chiếu cố mẫu thân và đệ đệ, lúc này mới quay lại Phủ Ứng Thiên làm sai dịch. Những điều này lúc nãy khi uống trà ngươi nói cho ta đó. Đặng Vĩnh Thanh cười khổ, nhún vai. Tại sao lại vậy chứ? Không phải là chúng ta xuyên không? Đúng đó, là xuyên không.
Đặng Vĩnh Thanh giật mình, sắc mặt cũng ngày một ngưng trọng, lắc đầu. Thiếu Dương, đừng có đùa ta. Diệp Thiếu Dương dùng sức vỗ lên bàn. Ai thèm đùa nhà ngươi, ta đang nói chuyện nghiêm túc đó. Chúng ta xuyên không, bằng không ngươi cẩn thận nghĩ xem, ngươi vì sao lại ở đây? Ngươi có thể nhớ lại việc cuối cùng mình làm là chuyện gì không? Đặng Vĩnh Thanh suy tư, sau một lúc lâu mới hít một hơi. Sau khi ta chia tay ngươi ở Long Hồ Sơn, thì đến Thừa Đức điều tra Thánh Linh Hội. Sau đó ta phát hiện ra cổ mộ thập phần khả nghi, nhưng mà cửa vào đã bị che lấp. Ta đang tìm kiếm ở phụ cận đó. Một đêm kia ta thấy ở trên núi có quỷ hỏa, vội đuổi theo nhìn, giữa sườn núi xuất hiện một cái hiệp động, ta mới chui vào. Những chuyện sau đó thì cũng không khác lắm so với bọn họ trải qua. Lúc Diệp Thiếu Dương nhập mộ, bị cửu tinh điệp khí trận khởi động hút vào, những chuyện sau lại thì hắn cũng hoàn toàn không có nhớ rõ gì cả. Bằng Đặng Vĩnh Thanh nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương nghe xong suy nghĩ một chút rồi nói, trong khoảng thời gian này, những chuyện gì trải qua ở đây, ngươi đều nhớ chứ? Đặng Vĩnh Thanh nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Cái gì ta cũng không nhớ, đáng sợ. A-di-đà Phật, thì ra trên đời này thật sự là có xuyên không đó. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Xuyên không vài lần, ngươi sẽ quen. Ta mới đi lần thứ hai đó. Mất một khoảng thời gian dài, Đặng Vĩnh Thanh mới tiếp nhận được sự thật, hỏi Diệp Thiếu Dương, này, đây là triều đại gì vậy? Chương 2701, tìm kiếm chân tướng phần 1. Là Đại Minh, năm Gia Tĩnh đó. Đại Minh, năm Gia Tĩnh. Trên mặt của Đặng Vĩnh Thanh hiện ra vẻ mặt phức tạp. Nhưng mà vì sao ta ở đây còn có hậu nhân? Thân phận của ta là từ đâu? Ta có thể chịu trách nhiệm. Nói với người một điều, ta không biết. Vậy làm sao mới quay về? Ta cũng không biết. Vậy những người khác đâu? Vẫn là không biết. Đặng Vĩnh Thanh nhìn hắn thảm thương, thân mình mềm oặt, ngồi phịch xuống giữa ghế, sầu mi khổ kiểm nói, vậy làm sao cho phải bây giờ? Diệp Thiếu Dương đem những chuyện tự mình biết nói với hắn. Ở bên ngoài cửa sổ có người đẩy cửa, Qua Qua thò đầu đi vào đánh giá bọn họ. Đặng Vĩnh Thanh từng gặp Qua Qua, liếc mắt liền nhận ra, cả kinh. Thiếu Dương, đây không phải là quỷ phó của ngươi sao? Hiện tại thì không phải, bây giờ nó là cháu ta, con của ca ca đã chết của ta đó. Ca ca của ngươi là ai? Đặng Vĩnh Thanh nhất thời không nghĩ được. Ta đâu có biết ca ca của ta. Diệp Thiếu Dương kêu lên. Tuy tình huống thực tế là như vậy, nhưng những gì được thấy cũng rất là kỳ dị. Thúc thúc, mọi người đang nói gì vậy? Vị thúc thúc này là ai? Diệp Thiếu Dương bảo Qua Qua đi vào, đùa giỡn với nó như đùa trẻ con trong chốc lát, rồi cho nó ra ngoài. Qua Qua đi được một hồi, Đặng Vĩnh Thanh mới khôi phục lại tinh thần, hỏi Diệp Thiếu Dương, vì sao người không dùng hoàn hồn thuật thức tỉnh ký ức của hắn? Nó không phải là nhân loại, pháp thuật này vô dụng. Lúc trước dùng hoàn hồn thuật giúp Đặng Vĩnh Thanh bỏ phong ấn ở huyệt khí hải, cũng là Diệp Thiếu Dương nắm giữ được thời cơ hành động, mang theo tâm thái dò thử. Đặng Vĩnh Thanh không chỉ là nhân loại mà còn là pháp sư, trong cơ thể vốn có cương khí dư thừa, cùng Diệp Thiếu Dương thi pháp, cương khí nội ứng ngoại hợp mới cơ hội phá được phong ấn. Nói cho cùng, sâu trong thần thức của hắn, đối với chú ngữ mà Diệp Thiếu Dương niệm có bản năng cảm nhận, mà Qua Qua, Bích Thanh đều không phải là nhân loại, đối với chú ngữ là không nhận được sự cảm nhận gì cả. Diệp Thiếu Dương cho dù thực lực có mạnh cũng không có biện pháp dùng cách này giúp bọn họ khôi phục ký ức. Đặng Vĩnh Thanh nghe xong trầm ngâm mới nói, vậy bây giờ chúng ta làm sao? Nghĩ biện pháp quay về chứ sao? Đặng Vĩnh Thanh gãi đầu, ta biết, ý ta là trở về thế nào? Ta đâu có biết. Cái này cho nên mới muốn là cùng nhau suy nghĩ. Cũng may là người tỉnh, ít nhất ta không phải chiến đấu một mình. Đặng Vĩnh Thanh gật đầu, dù sao ta sẽ nghe theo ngươi. Diệp Thiếu Dương kể hắn nghe về những phát hiện của mình ở thế giới này, dẫn hắn đến trước cửa sổ, mang tượng của Linh bà từ quê về để lên cửa sổ. Tượng thần này cũng rất sinh động, nhìn mặt mũi hiền lành nhưng trong mắt lại mang theo một tia nghiêm khắc của một lão thái bà, là chân thần duy nhất ở thời đại này. Đặng Vĩnh Thanh cũng dừng lại đây, cùng nhau nhìn thần tượng,
không khỏi cảm khái. Thật đáng sợ, không ngờ trong lịch sử của chúng ta từng có một thời đại như vậy đó, giống như là giáo phái gì gì đó. Nếu chúng ta không quay về ngăn cản, thời đại của chúng ta có khả năng sẽ biến thành như vậy đó. Diệp Thiếu Dương cười cười, đến lúc đó sẽ không phải tranh cãi đạo Phật, mọi người đều là tín đồ của lão bà tử này, là thiên hạ đại đồng đó. Đặng Vĩnh Thanh cười khổ, thế giới như vậy sẽ không thoải mái đâu. Thế cho nên chúng ta phải xử lý bà ta. Diệp Thiếu Dương giơ một tay, ngón trỏ điểm lên ấn đường của tượng linh bà, xoay người nói với Đặng Vĩnh Thanh, này, ngươi có pháp khí bổn mạng không? Còn nữa, trước khi ngươi xuyên không, trên người có cái gì? Đặng Vĩnh Thanh được hắn nhắc nhở, đột nhiên nhớ tới cái gì, sờ soạng cả kinh. Mõ của ta, còn túi tiền, đều không thấy. Diệp Thiếu Dương đáp, giống nhau rồi, trên người ta cũng không có gì cả. Có khi nào để ở nhà không? Ta tìm khắp nơi này mấy lần rồi, không có. Nhưng ta có thể cảm ứng được thất tinh long tuyển kiếm ở thế giới này. Những thứ khác cũng vậy. Người trước tiên thử cảm ứng pháp khí bổn mạng của ngươi đi. Đặng Vĩnh Thanh nghe theo lời hắn nói, ngồi xuống vận thần thức cảm ứng, mở mắt. Ở hướng Tây Bắc. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động. Cô ta cũng vậy, có lẽ là ở chung một chỗ đó. Vậy chúng ta nhanh chóng tìm bọn họ. Nếu không gặp đối thủ lợi hại, tay không đánh không lại đâu. Được, ngày mai sẽ xuất phát. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống giường nói, nhưng lúc trước ta còn có một vài phát hiện quan trọng. Ta không hiểu vì sao lúc hai người chúng ta có thể thảo luận một chút. Nói xong lấy từ trong tay áo ra miếng da thịt rơi từ người binh sĩ đặt lên bàn. Tuy nhìn qua ghê tởm, nhưng vì đối tượng nghiên cứu đành phải chịu đựng. Diệp Thiếu Dương nói về lai lịch của khối thịt này. Đặng Vĩnh Thanh khó hiểu vì sao hắn lại mang theo một thối khối thịt nát. Diệp Thiếu Dương bảo hắn nhìn cho kỹ. Đặng Vĩnh Thanh vốn là đệ tử của nhà Phật, đối với các loại thịt có chút bài xích, cau mày đánh giá một hồi, đột nhiên giật mình ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Cái này không phải là thịt người chứ? Khối da thịt này là màu đen, ở trên bề mặt có mấy sợi lông màu đen bóng lưỡng. Đây là... Diệp Thiếu Dương vẻ mặt chán ghét, cầm lấy khối thịt ngắm nghía. Cái này tuyệt đối không phải là thịt người đâu. Nhìn qua giống như là thịt lợn, nói chung không phải là thịt người. Đặng Vĩnh Thanh suy nghĩ một hơi nghi hoặc. Cái này không phải là thịt cắt ra từ người sao? Sao lại... Vấn đề là đó đó. Đặng Vĩnh Thanh ngây ngốc nhìn hắn, đột nhiên trong lòng vừa động, hít mạnh. Là một chư yêu. Có phải là chư yêu hay không thì ta không biết. Dù sao cũng không phải là nhân loại. Kế tiếp, hai người đều không lên tiếng. Bọn họ nghĩ ra một vấn đề, yêu quái vì sao phải làm như vậy? Yêu quái hóa hình người, trà trộn trong cuộc sống của loài người. Từ xưa đến nay đều có, nhưng yêu quái làm như vậy đều không có mục đích mãnh liệt. Bọn họ tuy hướng từ cuộc sống của nhân loại, nhưng chưa từng nhận giáo huấn của nhân loại, cũng không dùng đạo đức pháp luật của nhân loại để mà gò bó mình. Nếu không phải có thêm mục đích trực tiếp, bọn họ sẽ tuyệt không trà trộn vào trong đám người. Còn nữa, yêu quái có thể hóa thân thành người đều có chút thần thông. Nếu sống lẫn trong xã hội nhân loại cũng sẽ cho mình thân phận tốt một chút. Nam thì là thư sinh đẹp trai, viên ngoại có tiền, thậm chí là quan lớn. Nữ thì đều là mỹ nữ tiểu thư nhà giàu, giống sống giản dị, làm một binh sĩ tuần hành thì cũng là hiếm thấy. Đặng Vĩnh Thanh nói, ta có nhiều nghi vấn. Nếu hắn là yêu thì có thể không ngốc nghếch đến nỗi để cho dao cắt trúng chân mình, còn cắt đi một mảng thịt lớn như vậy là khó hiểu đó. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Còn nữa, trên người hắn không có một chút yêu khí, giống như Quà Quà và Bích Thanh đó. Bọn họ nhìn qua giống như là nhân loại thật sự. Điều này ta cũng rất khó hiểu. Diệp Thiếu Dương nói xong, ngẩng mặt nhìn Đặng Vĩnh Thanh. Thật sự là có quá nhiều điều khó hiểu ở trong cái tình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.